Ông của em là một công chứng vậy. Dạ, em nay mới bóc đi á. Ba người cùng cùng bán luôn á. Lấy tiền giùm em gì ơi. Lấy giờ đá luôn. Kìa 25. Giờ chúng ta sẽ thanh toán tiền đi. Vâng, của em không tính tiền, tính tiền. Măng. Có trả đá. À, 47.000 này bạn nhá. Qua cái lớn không à? Cái 12 à? Dạ, cái 12. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, review một vài cái món ăn ở đây nhé. Đây là chiến tích của bữa trưa ngày hôm nay này. Măng này, cá này, thịt này, rau này, cơm, cơm giò su su, chả đá. Có giá là 47.000, địa chỉ là 031 Loe, chung cư Nguyễn Thiện Thật. Đây là món đậu bắp măng vàng, đậu chiên sả, thịt quay kho với dưa. Kia là khổ qua xào trứng, đùi gà, bò xào, cá, búa xua món ạ. Đó, cá. Có rất là nhiều các loại cá. Kia là món món mắm ruốc. Cá hú về, cá lóc ăn đây. Đây đây thịt kho trứng này. Sư bà trả cho các bạn. Cá hú về nè. Rồi, tụt luôn cá. Đây, cơm tấm Kim Yến số 31. Đây. Lô E, chung cư Nguyễn Thiện Thuật ạ. Rất là đông người đang ngồi. Đây, địa chỉ là cơm tấm Kim Yến, Lô E, chung cư Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, quận 3 nha cả nhà. Đây, chỗ này là các bác này nướng sườn. Có đây sườn cũng của cơm Kim Yến ạ? Dạ, cơm Kim Yến. Đây, bác đang nướng sườn. Đây gọi là sườn rẻ hay là sườn cọng ấy? Sườn miếng. Sườn miếng. Ờ. Đây kia là sườn cọng á, đây là sườn miếng nha cả nhà, sườn cây. Đây sườn miếng nha cả nhà. Sườn miếng. Đó. Bác cái này bác đã ướp sẵn rồi và bác chỉ việc nướng. Đây là sườn cây đây cả nhà. Bác gấp một miếng, bác gấp một cọng lên. Wow, trời ơi nhìn rất hấp dẫn à. Rồi cảm ơn bác. Rồi cả nhà có ăn cơm thì hãy ghé đây nhé. Cơm tấm Kim Yến. 31 Lô E, chung cư Nguyễn Thiện Thuật ạ. Rồi bye bye cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong các cái clip kế tiếp ạ. Tuấn Dương thân ái mến chào quý vị và các bạn. Chúc quý cô chú, bà con, cô bác, anh chị một cái ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Tuấn Dương đang có mặt ở đây là đường Lý Thái Tổ, quận 10. Hôm nay nhiều quý bà con nói rằng là đây là ngày bao nhiêu? Hôm nay thì là ngày 22 tháng 4 năm 2018. Bây giờ thì trời Sài Gòn đang rất là nắng nóng rồi. Tuấn Dương đang đi ở đây trên đường Lý Thái Tổ, quận 10. Bây giờ thì Tuấn Dương định là sẽ đi
tìm kiếm một cái gì đó để ăn á. Cũng gần đến buổi trưa rồi, gần tới buổi trưa rồi. Định là sẽ chạy vòng vòng quanh cái khu vực này. Bên đây là cái phía bên tay phải của Tuấn Dương đó, là cái nhà của Hứa Bổn Hỏa. Ông này ngày xưa là một cái người giàu có. Ông này ngày xưa là một cái người giàu có ở Sài Gòn. Đây chúng ta sẽ đợi, đợi ở đây. Giờ chúng ta sẽ đi vào cái đường là đường wow. Đây đang là góc Lý Thái Tổ và đường Điện Biên Phủ. À xin lỗi, góc Lý Thái Tổ và đường Nguyễn Đình Chiểu. Xe khá là nhiều à. Đây đang là đường Nguyễn Đình Chiểu nhé cả nhà. Ngày xưa hình như nó tên nó là Phan Đình Phùng. Ở chúng ta sẽ đi vô hẻm trong mát. Đây có cái chùa. Đây là chùa Linh Trưởng. Chùa Linh Trưởng là một cái ngôi chùa khá là đẹp ở quận 3. Này thì chúng ta Tuấn Dương sẽ đi đây xem có cái hàng nào sẽ ngồi ăn luôn. Bán hủ tiếu. Đây là hẻm 145 Nguyễn Thiện Thuật. Có lẽ lát xíu sẽ sang cái khu vực chợ Bàn Cờ ngồi ăn nữa. Chợ Bàn Cờ hoặc là thôi, có thể đi vòng vòng đây rồi tới chung cư Nguyễn Thiện Thuật rồi chén luôn. Đây, hẻm 145 Nguyễn Thiện Thuật đây cả nhà. Đây là cái khu chung cư Nguyễn Thiện Thuật. Chắc sẽ tìm một cái hàng cơm nào đấy ở đây để chén nè. Giữ xe ngày và đêm. Đây đang là chung cư Nguyễn Thiện Thuật cả nhà. Đây đang là lô B này. Chúng ta vô đây lô B chung cư Nguyễn Thiện Thuật. Bác đang sửa xe. Ồ, có cái tiệm Liên. Làm gì đấy ta? Giới thiệu mua bán nhà đất. Đó, bên kia thì xen lẫn cái chung cư cũ. Một bên là lô B. Một bên kế lô B chắc là lô A quá. À lô E. Lô B và lô E. Ở đây có một cái tháp nước vĩ đại này. Giữ xe ngày và đêm. Phở, bò, gà. Rồi chúng ta sẽ tìm cơm bình dân. Ăn cơm. Mía siêu sạch. Bảng giá khô gà Cà Mau. Đây lô B chung cư Nguyễn Đình Thuật nhé cả nhà. Chúng ta sẽ tìm một cái quán cơm bình dân. Trước khi ăn thì Tuấn Dương nghĩ là chúng ta sẽ đi vòng vòng. Đến sang đây là lô D. Lô D chung cư Nguyễn Đình Thuật. Đây, chỗ này các bác ấy bán bánh mì. Hạch Trân Châu Nhà Làm. Đây mình đang lang thang trong cái khu này là chung cư Nguyễn Thiện Thuật. Bên phải mình của mình là lô E. Bên trái là lô D. Cái chung cư này thấy nó cũng khá là cũ kỹ. Ở đây các bác cái bán gì đấy ta? Ồ, đây. Ồ, ngửi nghe thấy mùi cơm tấm thơm thơm rồi. Đây xem. Ghé đây nè.
Đây sẽ ghé đây để ăn cơm đó cả nhà. Rồi cho ăn cơm gì nhỉ? Cơm cá. Rồi chúng ta sẽ gọi cơm nhé. Rồi video clip của mình sẽ tạm dừng tại đây nhé. Rồi bye bye các bạn. Ta sẽ dừng ở đây để ăn cơm nhé cả nhà. Rồi chào quý vị và các bạn, Tuấn Dương đang có mặt ở đây là chung cư Nguyễn Thiện Thuật. Hôm nay thì ghé đây để dùng bữa cơm trưa đây. Đây là cá điều hồng chiên á. Bên đây là măng xào này, canh súp này. Và đây là thịt kho. Đây là bữa trưa của chúng ta đây. Bên đây thì chị bán khá là nhiều món á. Đó, khá là nhiều món. Mọi người đang ngồi ăn này, bây giờ mình sẽ ăn cơm đã rồi lát xíu mình sẽ review tiếp nhé. Bên này là họ bán đồ tạp hóa này, bán gạo. Quán cơm này nằm ở lô E, chung cư Nguyễn Thiện Thuật. Đây số bao nhiêu chị nhỉ? Số 31 à? Số này số 031, lô E, chung cư Nguyễn Thiện Thuật nhé cả nhà. Toàn cá nhỉ. Cá chiên rất là giòn này. Buổi trưa này rất là nhiều người tới đây mua cơm ạ. Mình quan sát thấy quán cơm này bán đây cũng khá là rẻ. Số 31 lô E, chung cư Nguyễn Thiện Thuật ạ. Rất ngon đó cả nhà, cá này chiên giòn cái xương có thể ăn được. Cá đá. Rồi sức thì mỡ rồi. Nước thịt, nước kho thịt, nước thịt kho. Yeah.